Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giải đáp những thắc mắc mà quý vị và các bạn hay hỏi tôi rằng là cái mic sâu chắc Pro 700 và sâu chắc Pro 600 thì bên cửa hàng của tôi bán có được nhiều hay không? Và hàng có chất lượng hay không? Thì xin thưa quý vị và các bạn là bên cửa hàng của tôi bán khá là nhiều. Và chất lượng thì do khách hàng đánh giá. Chứ còn tất cả những người bán hàng thì người ta đều cho hàng của mình nó là chất lượng cao nhất. Và tất cả là đều do khách hàng đánh giá. Đánh giá về chất lượng là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố thứ hai đi theo cái chất lượng, đó là cái giá thành. Và như cái dòng mic sâu chắc Pro 700 này thì tôi đang bán rẻ nhất thị trường. Tức là tôi đang nói cái hàng chất lượng cao, chứ tôi không nói cái hàng gia công, rồi là cái hàng người ta đặt cái hàng chất lượng thấp thì không nói làm gì. Thì cái hàng chất lượng cao này thì bên cửa hàng của tôi đang bán 1 triệu rưỡi một chiếc dòng sâu chắc Pro 700 kèm theo dây hàng công ty, dây chống nhiễu, đồng nguyên chất, truyền chất âm rất là nét, dây của nó dài 8 mét, dòng dây chống nhiễu tốt, dây dài 8 mét, kèm một tay mic là có giá 1 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và dòng sâu chắc Pro 600 kèm dây chống nhiễu đồng nguyên chất, dây dài 8 mét, có giá là 1 triệu 200 nghìn đồng. Và cái dòng mic Shure SM80 kèm theo dây chống nhiễu dài 8 mét đồng nguyên chất, có giá 700 nghìn đồng một chiếc. Và cái dòng này thì bên cửa hàng của tôi bán đi khá là nhiều và được khách hàng đánh giá rất là cao. Quan trọng là cho khách hàng đánh giá và cái giá tiền rất là hợp lý. Như cái thời kỳ đầu thì các đơn vị khác người ta nhập cái dòng Pro 700 hàng gia công này, tức là hàng chất lượng kém hơn, người ta bán cái giá là 2 triệu 8, và sau đấy đến cái giá là 2 triệu. Và cái dòng sâu chắc Pro 600 này bán với giá 1 triệu 8 và sau là xuống 1 triệu rưỡi. Và cái hàng này thì bên cái hàng của tôi đang bán rẻ nhất so với cái hàng chất lượng cao. Còn cái hàng mà trôi nổi bây giờ người ta bán trên Lazada, trên Shopee, những cái hàng đấy thì mình không tính làm gì. Tất nhiên là trên thị trường thì bao giờ nó cũng sẽ có 3-4 loại hàng, hàng tốt, hàng xấu. Và bên cửa hàng của tôi thì bán rất nhiều cái loại này. Trong cái tháng vừa rồi thì thị trường mic sâu chắc Pro này và các cái dòng mic Tomahawk, tất cả các dòng mic sau cái sự việc trong cái tháng trước ấy, thì hầu như là tất cả các cửa hàng hầu như không bán được mic. Nhưng bên cửa hàng của tôi lại bán khá nhiều. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn cái danh sách bán hàng bên cửa hàng của tôi. Bán rất là nhiều. Và đây có ghi số điện thoại, tên khách hàng. Ví dụ đây là anh Nhã ở Nam Định. Số điện thoại 0979637375. Mic Pro 600. Giá 1 triệu. Giá 1 triệu là quý vị và các bạn mua cái dây, cái dây của Nhật sản xuất bên Trung Quốc, dây dài 5 mét thì giá 1 triệu. Còn cái dây này là đang bán là 1 triệu 250 nghìn. Cả mic, cả một tay mic, cả một cái dây. Bên cửa hàng của tôi bán hàng thì không có giấu số điện thoại làm gì, vì cái chất lượng hàng và cái số tiền nó hợp lý. Tất cả khách hàng mua hàng thì đều có phản hồi rất là tốt. Ví dụ bác Hường, bác Giang, số điện thoại 0946 542 296, Pro 600, giá 1 triệu. Còn đây Pro 700 giá 1 triệu 5 là của ở Hà Nam, anh Vinh, 0967 414 307. Quý vị và các bạn nhìn các cái hàng bán đi này, Pro 600, Pro 700, Pro 600, Pro 700, Pro 700, Pro 700, 700, 700, Pro 600, Pro 700, Pro 600, Pro 700, Pro 700, 700, 700, 700. Về cái tổng quan thì là Pro 600 thì bán nó chạy hơn vì cái giá tiền nó thấp hơn. Do cái nhu cầu dân mình nó không, điều kiện nó không được kinh tế nên đa số là cái Pro 600 này sẽ bán nhiều hơn Pro 700. Chốc tôi sẽ quay như thế này, dừng hình cho quý vị và các bạn, và quý vị và các bạn vẫn nhìn được
Tất cả các số điện thoại này đều là khách hàng mua thật, không phải là ảo. Quý vị điện cho bất cứ một số nào thì đều được khách hàng đều trả lời là có mua bên cửa hàng của tôi. Bờ đồ 700, 600, rất là nhiều, 600, 700. 600, mic xua, xua 700k. 700k tức là cái mic này. Dây dài 8 mét kèm một tay mic 700.000 một chiếc. Bờ đồ 700, mic xua. Rất là nhiều luôn. Lật trang cho quý vị và các bạn nhìn. Không phải là bán ảo. Bây giờ đơn vị nào bán được thật, quảng cáo hàng của mình là hàng ngon, hàng xịn thì cứ công bố lên như tôi như thế này thì cho nó khách quan. Đây là tất cả các số điện thoại này là số điện thoại thật của khách. Người nhà nhà tôi không lấy nhiều, không lấy đâu ra nhiều như thế này đâu. Anh em họ hàng chỉ có mấy người chứ không thể nhiều như này được. Ở các tỉnh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Gia Lai, Nghệ An, Vũng Tàu, Kon Tum, Hà Nội, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bắc Giang, Cần Thơ, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Ninh. Đấy, quý vị và các bạn. Bờ rồ 600 này. 700 này, 600 này. 700 này, 600 này. Và tất cả các cái đơn hàng trong cái tháng vừa rồi tôi bán đi thì cái giá nó rất là mềm. Bờ rồ 700 thì giá nó chỉ có 1 triệu 5. 600 thì chỉ có 1 triệu 2, 1 triệu đến 1 triệu 2. Tùy theo mình lấy theo cái dây nào. Và côn mic. Côn mic cũng bán khá là nhiều. Đây côn mic. Côn mic bờ rồ 600 x 2. Côn mic bờ rồ 600 x 2 chiếc. Anh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tuấn ở Đồng Nai. Côn mic. Anh Kim ở Khánh Hòa. 0979 759 991, côn mic 600 nhân 2 cái. Đây là bên bán côn mic. Lẫn lộn côn mic cho đến bán mic Pro 600 700. Đây là số điện thoại của khách hàng. Tôi sẽ dừng hình như thế này cho quý vị và các bạn nhìn mà chúng ta có thể chụp lại màn hình, chúng ta tra được hết các cái số điện thoại này của khách hàng và chúng ta có thể gọi điện hỏi xem là cái hàng ở bên Vision Audio bán cho anh dùng có tốt hay không. Và theo như anh thì cái giá tiền có hợp lý và dùng có tốt hay không thì quý vị và các bạn sẽ nhận được cái phản hồi từ khách hàng thì nó khách quan hơn. Còn tất cả ông nào bán hàng thì đều giới thiệu hàng của mình sẽ là hàng chuẩn, hàng tốt. Đấy, trong tháng vừa rồi là bán được từng này mic. Nó sẽ là mỗi một trang này nó tầm 30 dòng, 30, 60, 90. 120, 140, 140 với chỗ này 15 nữa, 145. 145 thì trừ đi khoảng 40 cái côn mic thì còn khoảng 100 chiếc mic. Có nghĩa là một tháng bán khoảng 100 chiếc mic. Chứ không thể bán được nhiều hơn thì có thể là sau này bán nhiều hơn, nhưng mà quý vị và các bạn chúng ta nghe cái gì thì chúng ta cũng phải suy luận. Có nhiều cửa hàng họ bảo là một ngày bán được 100 đôi loa. Dân số Việt Nam bây giờ là 100 triệu người thì trong đó là có 30% là trẻ con thì không biết chơi loa. 30% là người già từ 70 đến 90 đến 80 là cũng không chơi loa. Còn 30% là trung niên thì biết chơi loa. Thì trong cái 30% đấy thì có 30% là phụ nữ. À còn 50% là phụ nữ thì họ không ham chơi loa thì chỉ còn có 15%. Có 15% dân số chơi loa mà mỗi ngày một ông bán, mỗi ngày ông kêu ông bán 100 đôi loa. Thì một năm ông sẽ bán ra bao nhiêu đôi loa? Thì lấy đâu ra người mua loa mà lắm vậy? Và cũng không có cửa hàng nào bán một ngày nó 100 đôi loa. Một ngày cửa hàng nào bán căng lắm thì được khoảng 5-6 đôi loa. Còn những người người ta giao buôn, bán buôn cho thợ thì mỗi ngày thời điểm cao như giáp Tết thì được khoảng 20-30 đôi. Chứ bán lẻ thì không bao giờ bán một ngày được 20 đôi chứ đừng có nói 100 đôi. Nên tất cả chúng ta nghe các cái thông tin của các cửa hàng người ta quảng cáo, rồi người ta review, người ta lăng xê, người ta cứ bê loa chỗ nọ, người ta xếp chỗ kia, người ta quảng cáo là xếp cho ông nọ ông kia, không bao giờ có. Chúng ta nghe cái gì thì chúng ta phải suy luận theo một cái logic, chứ không nghe chúng người ta nói là cái hàng nọ hàng kia hàng xịn thì không có giá bèo, mà một ngày bán được từng này từng này. Nếu như một ngày ông bán được 100 đôi loa thì ông cứ lập cái danh sách này, ông quay từ từ này,
cho khách người ta điện, người ta kiểm chứng. Đấy mới là ông nói thật. Còn ông cầm cái sổ ông lướt qua lướt lại thế này thì ai người ta nhìn được? Đấy là ông nói phét. Mà nói phét thì nói đâu có thật, không ai tin được. Đây là danh sách tôi bán mic trong cái tháng vừa rồi. Tất cả anh em trên thị trường đều kêu là bán ế ẩm, nhưng bên cửa hàng của tôi vẫn bán bình thường. Mà bán đúng cái mô đê bờ đồ 600 và bờ đồ 700. Và qua đây thì cũng giải thích luôn cho quý vị và các bạn cái dòng dây, dây mic như thế nào là tốt. Dây mic phải do nhà máy sản xuất, nó phải đạt tiêu chuẩn. Quý vị và các bạn nhìn cái dây mic này, chúng ta nhìn thấy cái bạc chống nhiễu nó nằm ở phía trong, nó màu trắng trắng này, nó có một cái lớp bạc nó bọc để nó chống nhiễu. Thì khi chúng ta cắm mic vào âm ly thì nó mới không bị sôi, hoặc cái dây mic nó nằm xuống đất này nó không bị sôi. Chúng ta mua cái dây mà trên thị trường người ta hay hàn cho quý vị và các bạn dùng cái dây nó cứng còng còng như này. Cái dây quảng cáo là người ta gọi là dây Summer Germany của Đức. Người ta hàn dây mic cho quý vị và các bạn, cái này nó không đạt tiêu chuẩn. Vì cái này nó là dây loa. Cái này thì bên cửa hàng của tôi chỉ có làm dây loa để bán cho khách 20.000 một mét. Dây này là dây của nó 1 chấm. Dây mic nó khác dây loa là ở chỗ cái phần chống nhiễu này. Nên chúng ta không nhầm tưởng. Người ta quảng cáo là dây Summer của Đức, xong người ta hàn cho hai cái đầu vào. Đây, Summer Germany. Nhưng mà dây này nó là dây sản xuất bên Trung Quốc. Bên cửa hàng của tôi lúc nào trong cửa hàng có 4-5 quận để dùng làm dây loa chứ không phải là làm dây mic. Cái dây nó cứng còng còng như thế này thì làm sao nó chống nhiễu được và âm thanh nó sẽ không cho ra chuẩn. Dây mic xịn của người ta là nó có phải có cái lớp bạc chống nhiễu xạ bên trong. Khi cái dây mic nó có thể là nằm trong đất, nó không bị tiếp mát, nó không bị hút mát và nó không bị sôi. Với cái dây này bên cửa hàng của tôi đang bán lẻ là 500.000 bao ship. Tôi cam kết với quý vị và các bạn chất lượng nó, cái loại dây Summer người ta hàn bên ngoài với gọi cái ông này bằng cố tổ. Quý vị cứ mua về thử, cái dòng này cắm vào nó sôi. Vì bản chất của nó không phải là dây mic, nó là dây loa. Bên trong nó vẫn có một cái lớp gọi là cái lớp dù. Nhưng mà cái lớp dù ở trong này là cái lớp dù để chống đứt, chứ không phải là lớp dù chống nhiễu xạ. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Chứ chúng ta cắt cái đầu này ra là nó có một cái lớp dù, hoặc là cái lớp như cái lớp đay. Cái lớp đấy là lớp chống đứt. Nó khác hoàn toàn so với cái lớp, quý vị và các bạn nhìn nó như cái lớp giấy bạc chống nhiễu, nó khác hoàn toàn. Nên là chúng ta mua cái gì, chúng ta phải biết là cái mục đích của nó. Chúng ta không nên nhầm lẫn lấy cái nọ làm đến cái kia. Cái này thì làm dây loa rất tốt, nhưng làm sang dây mic thì không ổn. Những cái dây mic này mà chúng ta đưa sang chúng ta làm dây loa thì lại không ổn. Nó chỉ phù hợp cho làm dây mic chứ nó không phù hợp cho làm dây loa. Cho nên quý vị và các bạn nghe các đơn vị người ta quảng cáo lấy cái dây mua bên Trung Quốc này, Summer Germany. Dây này là dây bên Tàu. Kể cả cái dây này cũng đều sản xuất bên Tàu, nhưng mà người ta sản xuất là chuyên dụng chống nhiễu để làm dây mic, còn cái dây này là dây chuyên dụng để làm dây loa. Người ta lấy cái dây này xong người ta hàn thành dây mic, người ta bán cho quý vị và các bạn. Người ta bảo dây Đức. Đức cái gì mà Đức? Cửa hàng nhà tôi lúc nào cũng có 3-4 quận. Đây, cắt ra bán cho khách rồi còn một đoạn để tôi bê ở đây, không muốn bê cái quận to nó nặng. Một quận của nó nặng khoảng tầm chục cân. Khách đến mua hàng bên tôi dây loa, tất cả dây loa gửi kèm tôi đều gửi kèm thêm với dây này. Khách mua lẻ thì bán 20.000 một mét. Nên là chúng ta đi mua cái dây mic là chúng ta phải biết, đừng có nhìn thấy to. To không giải quyết được vấn đề gì. Nó phải là chất lượng chống nhiễu như thế nào. Đây quý vị và các bạn nhìn cái sợi giấy bạc bên trong nó quấn. Nó quấn, nó bọc cách cái dây trong giữa. Dây trong giữa cách một cái lớp cao su rồi tiếp tục cách một cái lớp bạc này. Rồi xong đấy đến một cái lớp thứ hai. Và xong đấy đến cái lớp bảo vệ bên ngoài này. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo.
Và để cho quý vị và các bạn khỏi lăn tăn là cây mic này nó như thế nào so với cái mic trên thị trường, thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem một cái đoạn clip để quý vị và các bạn phân biệt nhanh khi chúng ta mua mic, để chúng ta tránh cái trường hợp là mua phải cái những cái cây mic này hàng gia công. Và tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem một đoạn clip nhanh. Cách để chúng ta nhận biết một chiếc mic Soundtrack Pro 700 mà người ta quảng cáo là hàng bãi của Mỹ, hàng tốt và hàng không tốt. Vì tất cả các dòng mic Soundtrack Pro 700 nó có giá từ 3 triệu đồng quay đầu thì đều là hàng sản xuất bên Trung Quốc. Còn nếu hàng sản xuất tại Mỹ thì nó có giá tầm gần 10 triệu đồng. Và cái hàng sản xuất bên Trung Quốc đấy, nếu hàng của công ty thì khi chúng ta tháo ra là bên trong này nó có một cái cốt gang như thế này. Nhưng mà rất là khó tháo, quý vị và các bạn không thể tháo được vì cái cổ nó rất là chắc. Vì chúng ta có thể tháo cái đuôi này ra, chúng ta dọi vào nhìn thấy cái cốt gang này. Và cái mà để đựng cái côn này này thì nó làm bằng một cái khối nhựa đúc, nguyên khối nhựa điên. Khi chúng ta dùng dao chúng ta cạo vào đây, cắt đây thì nó vẫn là điên. Đấy là hàng công ty và cái cốt gang nó hình thù như thế này. Còn cái hàng bên ngoài mà cái hàng gia công rẻ tiền thì khi chúng ta nhìn vào trong là nó có một cái cục sắt này, cái kiêu nến này, mà chúng ta dọi cái đít vào nó sẽ nhìn thấy cái cục sắt này. Hoặc khi chúng ta tháo ra là nó sẽ có cái cục sắt như thế này. Và cái đựng cái cổ côn này thì chúng ta dùng tay chúng ta cậy là nó sẽ ra cái màu sơn này, vì nó làm một cái đường ống nước. Chúng ta chỉ cần lấy chúng ta chích nhẹ trên này một cái nó bung ra, nó là cái đường ống nước, rất dễ phân biệt. Và bên trong nó có cục sắt hình lục lăng này mà người ta quảng cáo nó là cái cục chống nhiễu ấy. Khi chúng ta cầm cái mic, chúng ta chỉ cần cậy cái mặt trên này ra, nó ra cái màu của cái đường ống nước là chúng ta biết đấy là cái hàng mic chất lượng thấp, nó chỉ có mấy trăm nghìn một con thôi. Cách để cho chúng ta nhận biết nó dễ nhất, cái con này là nó nằm bên trong, người ta lắp nó vào rồi quý vị và các bạn nhìn từ bên trong, người ta sẽ lắp vào như nó nằm bên trong như thế này. Đây, khi chúng ta nếu mà tháo được cái ra chúng ta nhìn là nó như thế này. Nhưng mà ít khi chúng ta tháo được vì người ta gắn rất là chặt, người ta gắn bằng cái keo đường ống nước rất là chặt. Vì quý vị tháo ở đằng sau ra, chúng ta dọi đèn đằng sau, dọi vào là chúng ta sẽ nhìn thấy cái cục sắt nó như thế này. Rất là đơn giản. Và cái khuyết này này, người ta làm thủ công, người ta cắt bằng tay nham nhở. Cắt bằng tay rất là nham nhở. Còn cái hàng mà hàng công ty ấy, nó tròn trịa thế này cơ, nó không phải cắt nham nhở bằng tay như thế này đâu. Đấy là cách chúng ta nhận biết nhanh nhất về cái mic Soundtrack Pro 700. Cái loại mà bên trong nó như nó bằng làm một cái đường ống nước này, cái cổ côn này làm bằng đường ống nước này, và bên trong nó là cái cục sắt đấy, thì cái mic đấy trị giá nó chỉ có 300-400 nghìn. Không ai hàng hãng người ta làm cái cục sắt này đâu, rất là rẻ tiền. Cách cho quý vị và các bạn nhận biết nhanh nhất.